Xin chào tất cả em sinh lớp 9 nhé. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi sang cái bài 25.4 ở trong bài 25 này em nhé. Ok, cảm ơn em đã đăng ký khóa học online nha. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có khả năng nhiễm từ và trở thành nam châm vĩnh cửu? Như vậy thì trong phần lý thuyết chúng ta được học là gì? Sau khi mà nhiễm từ thì cái anh sắt non á không giữ được từ tính lâu dài, còn thép thì sẽ giữ được từ tính lâu dài. À, nên là sao em? Nên cái trường hợp mà vật có khả năng nhiễm từ và trở thành nam châm vĩnh cửu là một vòng dây dẫn bằng gì? Bằng thép hay là sắt non? Chắc chắn là bằng thép, được đưa lại gần một cực của nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn rồi đưa ra để xa, thì khi đó nó sẽ trở thành là nam châm vĩnh cửu, được chưa nào? Đây kia, một vòng dây bằng thép có gì hợp lý không? Bằng sắt non là sai này. Ở đây em lưu ý này, bằng thép này thấy không? Trong thời gian dài là sai này. Phát hiện những cái nó là bị sai nhá. Cứ đây, trong thời gian dài làm sai này. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta là phải đáp án A, nghĩa là phải là trong thời gian ngắn là chính xác và bằng thép chứ không thể là bằng sắt non, được chưa nào? Ta đi sang câu 25.5 em nhé. Đã có bài 25.5 em. Có hiện tượng gì xảy ra với một thanh thép khi đặt nó vào trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua? Thì đây em biết rằng là các cái vật liệu, các vật liệu từ đặt trong từ trường thì đều bị nhiễm gì? Đều bị nhiễm từ. Mà khi bị nhiễm từ thì chắc chắn nó sẽ trở thành một gì? Sẽ trở thành một nam châm. Em hiểu nguyên tắc là như thế. Cứ bị nhiễm từ thì nó sẽ trở thành một nam châm. Giống như ở cái bài 25.3 mà khi trong clip trước là thầy đã vẽ cho các em ở các cái từ cực của các cái kim á, thanh kim bằng sắt các em. Hiểu nào? Đây em, thanh thép trở thành một nam châm. Ok, ta đi sang chấm 6 nha. Chấm 6 em. Khi đặt một thanh sắt non vào trong lòng một ống dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua thì thanh sắt trở thành một nam châm, tại vì nó bị nhiễm từ, đúng không nào? Hướng bắc nam của nam châm mới được tạo thành so với hướng bắc nam của ống dây thì cùng hướng ngược hướng vuông góc tạo thành một góc 45 độ. Như vậy thì ở đây khi mà người ta đặt một thanh sắt non vào trong lòng ống dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua thì thanh sắt trở thành gì? Một nam châm. Thì cái hướng bắc nam của một nam châm mới không được tạo thành như nào em? Cùng hướng hay ngược hướng? Nó sẽ là cùng hướng em nhé, nhớ em lại nha. Nó sẽ cùng hướng với lại hướng bắc nam của ông dây dẫn. Ok, ông dây nha. Ta đi sang ở cái bài 25.7 nha. Người ta hỏi em là có cách nào để làm tăng lực từ của một nam châm điện không? Tăng lực từ, tăng giống hay giảm nhé. Nhưng mà thì để làm tăng lực từ của nam châm điện thì ta còn đang là tăng cái gì lên? À, đó chính là chúng ta sẽ tăng cái cường độ dòng điện lên chạy qua các vòng dây, hoặc là tăng cái số vòng của ống dây lên, thì khi đó nó sẽ mạnh giống như cái máy bơm nước em. Để mà dù người ta nói là nửa ngựa hay một ngựa hay là hai ngựa thì người ta sẽ tăng cái số cái vòng dây lên bằng cách đếm cái số vòng dây, khi đó cường độ dòng điện nó sẽ tăng lên. Và khi đó nó sẽ gì? Nó sẽ làm tăng lực từ của một cái nam châm điện. Hiểu chưa nào? Dùng dây dẫn to quấn ít vòng, dùng dây dẫn nhỏ quấn nhiều vòng, tăng số vòng dây dẫn và giảm hiệu điện thế. Tăng và giảm hiệu điện thế là ngược rồi không? Tăng đường kính và chiều dài vòng dây. Như vậy thì theo em đáp án nào chính xác nè? Ta nhìn qua một loạt đáp án thì chắc chắn đó chính là đáp án gì? Đó chính là đáp án B là chính xác em nhé. Ta đi sang câu chấm 8 luôn nha. Rồi, vì sao lõi nam châm điện không làm bằng thép mà lại làm bằng sắt non? Như vậy chúng ta đã học và chúng ta đã biết về cái sự nhiễm từ của sắt và thép rồi, thầy không nhắc lại nữa, có được chưa nào? Nhưng mà thì ở đây cái lõi của nam châm điện không làm bằng thép
mà lại làm bằng sắt non, vì cái loại thép nó nhiễm từ như nào so với loại sắt non em? Nó nhiễm từ yếu hơn loại sắt non, được chưa? Nên là người ta mới sử dụng cái loại sắt non để mà làm loại của cái 500 điểm, được chưa nào? Như vậy thì ở đây người ta sẽ chọn là đáp án E em nhé. Ok, cảm ơn em. Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho em ở cái bài 26, đó chính là ứng dụng của 500. Ok, cảm ơn em nha, bye bye.